mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh, quý vị vừa nghe. Đó là lời Chúa. Đây là giờ buổi hội thảo cuối cùng. Trong ba bài nói chuyện như tôi nói, là bài thứ nhất nói về tha thứ, bài thứ hai nói về sự nhẫn nhịn là bằng chứng của lòng thương xót. Và bây giờ hành động. Chúng ta thương xót không phải chỉ là một danh từ để diễn tả, mà nó cần có hành động để chứng tỏ là chúng ta có lòng thương xót. Mà lòng thương xót đây không phải chỉ có tỏ ra là mình thương hại người khác đâu, không phải. Lòng thương xót đòi hỏi chúng ta phải dấn thân. Và vì thế đề tài của buổi hội thảo cuối cùng hôm nay: dấn thân, hành động của lòng thương xót. Chúng ta mới vừa nghe đoạn phúc âm của Luca ở trong chương 6. Khi Đức Giêsu đi vào trong hội đường ở Nazareth, nơi mà Ngài vẫn thường đến vào ngày Sa-bát, người ta đưa một cuốn sách, người đọc. Và đoạn tiên tri Isaiah nói với Ngài những điều chúng ta mới nghe. Tôi muốn tóm lại 5 điều mà Ngài mới vừa đọc xong. Sau khi mà Ngài đọc là Ngài được Thiên Chúa sức dầu và sai đi làm gì? Sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, và công bố một năm hồng ân của Chúa. Đây là 5 điều ở trong Luca chương 6, bắt đầu sứ mạng của Chúa Giêsu. Khi Ngài bắt đầu đi rao giảng, thì Ngài đọc đoạn tin mừng, và tin mừng này trở thành một kim chỉ nam và lịch trình để Ngài làm việc trong suốt những 3 năm, gần 3 năm trời Ngài đi rao giảng tin mừng. Ngài làm loan báo tin mừng, Ngài công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức và công bố một năm hồng ân của Chúa. Sau khi gấp sách lại, phúc âm của Luca nói, mọi người đều nhìn Ngài và chờ Ngài nói, thì Ngài trả lời, hôm nay ứng nghiệm lời mà quý vị vừa nghe. Ứng nghiệm được việc gì? Thưa, ứng nghiệm việc đầu tiên là Đức Giêsu được sai đến thế gian để rao giảng tin mừng. Ngài đến thế gian không phải để chết, Ngài đến để rao giảng tin mừng. Và ai tin thì được cứu rỗi. Chúng ta biết như vậy. Nhiều người nghĩ Đức Giêsu đến để chết cho chúng ta. Chết chẳng qua là kết quả của việc Ngài trung thành với sứ mạng. Mục đích của Ngài đến thế gian không phải để chết trên thánh giá. Mục đích Ngài đến thế gian để rao giảng tin mừng. Và vì rao giảng tin mừng, vì trung thành với sứ mạng, cho nên Ngài đã bị giết và giết chết trên thập giá. Vì thế, ở trong lời mà Ngài rao giảng, trong phúc âm của Gioan viết, ai tin thì được sống đời đời, ai không tin thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trên họ. Nói cách khác, khi Đức Giêsu đến để rao giảng, thì những ai tin họ đã được cứu rỗi rồi. Ngay từ đời này họ đã có niềm vui rồi. Còn ai không tin thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa ở trên họ. Và nói theo như lời của Thánh Gioan, ai không tin thì đã bị lên án rồi. Chúa Giêsu đến để Ngài rao giảng về tình yêu của Thiên Chúa. Và Ngài muốn cho con người của chúng ta cũng phải cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy tưởng tượng một thế giới không có lý tưởng dấn thân, không có hy sinh. Nếu trường hợp chúng ta sống trong một thế giới mà không có dấn thân, không có hy sinh, thì chúng ta nghĩ như thế nào? con người sẽ tranh giành nhau để mà sống. Thuyết của Darwin mà ai trong chúng ta cũng quen thuộc gọi là thuyết tiến hóa. Ở trong đó Charles Darwin, một trong những nhà sinh vật học người Anh, ông ta đưa ra một cái thuyết tiến hóa rất là hay. Và qua những quan sát của ông thì ông thấy như thế này. Tất cả mọi con vật, cây cối ở trên đời này, nó cạnh tranh nhau để mà sống. Và những cái con vật nào, những cây nào, những vật thể nào mà mạnh hơn thì nó tồn tại. Những vật thể nào, những cây cối, những con vật nào mà yếu hơn thì nó chết đi. Nói cách khác, ở trong thuyết tiến hóa của Darwin thì mạnh sống, yếu chết. Và từ cái thuyết tiến hóa về sinh vật học, có người đưa vào trong xã hội học. Và vì thế trong xã hội những người nào mạnh thì có thể được sống, mà những người yếu thì coi như thua cuộc, chết. Freud, một trong những cha đẻ của ngành tâm lý học ở trên thế giới, ông ta cũng không phải là một người tin vào Thiên Chúa, nhưng ông ta nói rằng hy sinh, dấn thân chính là điều kiện để cho thế giới trường tồn. Nó tồn tại là nhờ con người biết hy sinh. Bởi vì nếu con người không biết hy sinh thì thế giới nó đã biến mất từ lâu rồi. Ý ông muốn nói gì? Hãy tưởng tượng, anh chị em cũng như tôi ngồi đây, mà chúng ta năm nay 20, 30, 40, 50, 60 tuổi, mình có mặt trên đời là nhờ sự hy sinh và dấn thân đầu tiên của những người mà mình gọi là cha mẹ. Hay nếu trường hợp mồ côi thì mình gọi những người đó là những người nuôi mình. Bởi vì khi mình mới vừa được sinh ra, mình không có ăn được, mình không uống được, mình không đi được, mình không làm bất cứ một việc gì được. Và vì thế, để cho xã hội trường tồn thì ít nhất phải có người lo lắng cho những đứa bé mới sinh, những con vật mới sinh ra, cho đến khi mà nó có thể đi được, nó có thể tự động ăn uống được. Hãy tưởng tượng trong một thế giới mà không có sự hy sinh và con người không dấn thân cho ai cả, cha mẹ với con cái đừng có nghĩ tới tình cha mẹ trong lúc này. Cứ nghĩ rằng nếu trường hợp sinh ra mà mệt quá thôi vứt ra bụi đi. Thì thử tưởng tượng như vậy, làm sao xã hội có thể tồn tại được. Cho nên cái lý do mà xã hội còn tồn tại cho đến ngày nay vẫn có con người tiếp tục là bởi vì khi mình sinh con ra, mình nuôi nấng nó ít nhất là trong mấy năm đầu để cho nó có thể đứng được, ăn được, chạy được, tự làm việc cho nó được. Vì thế Freud nói rằng nếu một thế giới không có hy sinh, không có dấn thân thì thế giới này tự động nó đã biến mất. Bởi vì cái thế hệ này chết đi rồi làm gì còn cái thế hệ mới, mà sinh ra rồi nó cũng vất vưởng đó, nó đâu có lo đâu. Chủ nghĩa thực dụng ngày nay là một trong những điều mà các bạn trẻ đang theo. Việc gì mà làm được thì chúng ta tiếp tục làm. Việc gì mà cảm thấy không có kết quả thì chúng ta bỏ đi. Pragmatism, nói theo kiểu tiếng Anh, là một chủ nghĩa thực dụng. Những điều mà chúng ta thấy hay thì tiếp tục. Những cái gì chúng ta thấy không hay thì bỏ. Chính chủ nghĩa thực dụng, nó nói rằng hy sinh là một điều vô lý. Bởi vì khi mình hy sinh thì mình làm cho người khác hơn mình, đi trước mình. Đương nhiên không nói ra chúng ta cũng biết tất cả những lý thuyết này nó đến từ một xã hội vô thần hay là một xã hội họ không tin vào đời sau. Và vì thế nếu một con người của chúng ta chỉ có một đời để mà sống, vậy thì tại sao chúng ta phải hy sinh? Marxist, ông cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản, mà không phải là chủ nghĩa cộng sản bây giờ đang nằm ở trong các cái đất nước cộng sản đâu. Bởi vì các cái đất nước cộng sản, họ lấy cái chủ thuyết chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản của ông, rồi họ lồng vào với cái chính trị và chính cái bề mặt của chính trị đã làm cho thuyết của Marxist bị bôi nhọ một cách quá đáng. Cho nên ở bên Việt Nam đó, nếu mà chúng ta gọi là chủ nghĩa cộng sản, họ không có gọi là Marxist, mà họ gọi là Marxist-Leninist. Marxism, Leninism đó, tức là họ lấy cái tư tưởng của ông Lenin họ bỏ vô. Mà tư tưởng của Lenin, ông cũng không phải là một nhà tư tưởng gì, chỉ là một nhà quân sự thôi. Marx là một nhà tư tưởng, một nhà xã hội học. Ông ta có những tư tưởng về chủ nghĩa cộng sản, đã bị người ta lấy cái chủ nghĩa đó kết hợp với quân sự để mà đem ra trừng trị dân. Cho nên bây giờ cái chủ nghĩa cộng sản của các đất nước trên thế giới, nó không phải thuần túy là các Marx, mà nó là Marx và Lenin. Thì chủ nghĩa các Marx, ông ta nói cái gì? Ông ta nói rằng những khi mà mình hy sinh, mình dấn thân là mình để cho người khác bóc lột mình, và làm như vậy thì có giai cấp. Đó là chưa nói nguyên cái việc mà mình hy sinh nói lên được cái tính yếu đuối của mình. Và hy sinh chẳng qua là một sản phẩm của tôn giáo. Bởi vì tôn giáo nó yêu cầu mình, nó xin mình, nó van mình là cố gắng hy sinh chịu đựng để đời sau có thể lên được thiên đàng. Một trong những cách mà mình có thể sống một cách thoải mái và mình có thể phát triển hoàn toàn con người của mình mà mình không cần phải đợi tới đời sau, đó là lật đổ những người bóc lột mình, bỏ đi tôn giáo. Bởi vì tôn giáo nó đưa ra một cái tư tưởng ảo, đó là cố gắng hy sinh để rồi sau này lên thiên đàng, mà rồi biết sau này có thiên đàng không mà lên. Cho nên Marx kêu gọi cái giới gọi là vô sản đứng lên để lật đổ những cái người bóc lột họ, và đương nhiên áp dụng một chủ thuyết vô thần để con người có thể tự do phát triển trên cái trái đất này. Mà đối với ông, chính tư tưởng tôn giáo và Thiên Chúa đã hạn chế không cho con người phát triển một cách tối đa. Đây là những tư tưởng mà chúng ta biết rằng nếu trường hợp sống trong một xã hội không có hy sinh, không có dấn thân, thì chúng ta sẽ thấy liệu chừng mình có sống được hay không, mình có tồn tại hay không. Nếu cha mẹ mình ngày xưa mà không có nuôi mình từ vài năm đầu, bây giờ thì người ta vất ra mình tự sống được rồi. Nhưng nếu trường hợp cha mẹ mà không lo cho mình từ 1, 2, 3 năm đầu, thì liệu chừng bây giờ mình có còn tồn tại tới ngày hôm nay hay không? Cho nên nếu chúng ta tưởng tượng một thế giới không có hy sinh, thì thế giới đó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, bởi vì họ sẽ tự hủy diệt nhau. Nhưng nếu chúng ta sống trong một thế giới có hy sinh, thì về mặt xã hội, trước hết là về mặt xã hội, chúng ta thấy nó tốt đẹp hơn nhiều. Đi ra đường có người nhường cho mình, rồi cây cối ở trên đường người ta cũng không lấy, người ta cũng không ăn cắp. Bởi vì trường hợp mà đi đường thấy rác có những người nhặt, một trong những điều mà chúng ta thấy người ngoại quốc cũng phải khâm phục chúng ta, và nhà dòng cũng nhắc đi nhắc lại, mà chính chúng ta ý thức rất nhiều, là sau ngày Thánh Mẫu, 7, 6, 7, 80.000 người. Mà khi chúng ta ra khỏi cái khu vực của nhà dòng thì hầu như mọi nơi sạch, không có rác. Đây là một ý thức thiện nguyện. Và vì thế nếu chúng ta sống trong một xã hội mà có những người biết hy sinh một chút, biết dấn thân một chút, thì xã hội nó tốt đẹp hơn, nó bình an hơn. Các thiện nguyện viên họ nhặt rác, họ giữ gìn môi trường, làm cho cuộc sống chúng ta đỡ hơn. Rồi cái thứ hai, về mặt đức tin, nếu không có những người dấn thân để đi rao giảng tin mừng, thì làm gì chúng ta có đức tin Kitô hữu ngày nay, ở đức tin Kitô giáo ngày nay ở Việt Nam. Bởi vì cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 16 cho đến ngày nay, nhất là từ thế kỷ 17, 18, có nhiều nhà truyền giáo ở Âu Châu, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người Pháp, họ đã hy sinh cả cuộc đời, họ qua đất nước chúng ta, họ truyền giáo, họ đem đức tin Kitô giáo đến với chúng ta. Mà nếu chúng ta có dịp qua Pháp, đến với cái nhà gọi là nhà MEP đó, tức là nhà hội truyền giáo Ba Lê đó, thì chúng ta đọc lại lịch sử của những vị dấn thân này và chúng ta phải khâm phục họ. Những linh mục chịu chức mới có 25 tuổi, 24, 25 tuổi. Và ngay sau khi chịu chức thì họ được về thăm gia đình, rồi họ tham gia vào hội gọi là hội Thừa Sai Paris, hội Thừa Sai Ba Lê. Rồi trước khi lên đường để qua An Nam, một đất nước mà họ hoàn toàn không biết, nó xa xôi, rồi nó quê mùa, nó tất cả những cái tư tưởng mà họ có ở bên Âu Châu nó văn minh thế nào, thì bên này nó quê mùa tới mức như vậy. Nhưng họ hy sinh để ra đi. Và họ là những thanh niên 24, 25, 26 tuổi mới vừa chịu chức. Chúng ta đọc lại cái lịch sử và có dịp qua bên Paris, chúng ta cũng ghé thăm để mà nhớ ơn các vị thánh này. Họ làm một cái buổi lễ trước khi họ lên tàu để qua An Nam, tức là đất nước Việt Nam chúng ta. Buổi lễ đó thường thường họ mặc đồ đen và gia đình tới tham dự họ mặc đồ trắng. Bởi vì đó cũng là ngày mà gia đình đến để chôn cất họ. Bởi vì những người này đã lên tàu ra đi qua An Nam thì sẽ không bao giờ trở lại. Nhờ tinh thần dấn thân một cách tích cực và tuyệt đối của những người này mà chúng ta có đức tin ngày nay. Rồi cũng có nhiều người qua bên Phi Châu, qua bên Trung Hoa, qua bên Nhật Bản. Nói chung là về mặt đức tin, chúng ta cũng phải cần có người dấn thân. Về mặt chính trị, thì chúng ta có những anh hùng dựng nước, giữ nước. Những nhà như là nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần. Mà gần nhất là thời kỳ của vua Quang Trung đánh quân Thanh. Tất cả những người đã bỏ công ra để gìn giữ đất nước và xây dựng đất nước chúng ta. Nói là về mặt chính trị, những người mà có trách nhiệm về chính trị là những người muốn xây dựng cho đời sống của dân được thoải mái, ấm no. Vì thế, nếu có những vị dấn thân thật sự dấn thân cho dân. Ở đây các bạn trẻ thì không hiểu nhiều, nhưng nếu trường hợp mà các bạn trẻ có dịp đó, mà ở đây trẻ thì ít cho nên chắc cũng khỏi cần nói tiếng Anh với nó. Nếu mà các bạn trẻ có dịp về và lên Internet học lại những cái tài liệu của cái vị Tổng thống Cộng hòa đầu tiên của đất nước ở miền Nam Việt Nam, vị Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm, thì chúng ta dù ghét hay không, dù thích hay không thích, ghét hay không ghét ông, thì cũng phải nhìn nhận ông là một con người rất là trung trực, công chính, liêm chính, và một con người có một đức tin Công giáo vững mạnh. Mà nguyên thủy ở bên Mỹ này, ông đi vào dòng Marino ở bên New York là cũng để chỉ muốn đi tu mà thôi. Và suốt cuộc đời ông, ngay cả khi ông chết, thì ông chết sau khi ông từ nhà thờ mà ra. Nói như vậy để thấy những vị lãnh đạo về chính trị mà có một đời sống tốt về đức tin, về cái tâm, về cái đức của mình, thì như ông bà của chúng ta nói, cha mẹ hiền lành thì để đức cho con. Thì những người mà làm chủ ở trong đất nước có một cái đức thì người dân cũng được hưởng rất là nhiều. Chúng ta cũng hiểu tại sao mà người ta không muốn dấn thân. Thưa, bởi vì họ không hiểu được thấu đáo ý nghĩa của cuộc sống. Đơn giản, họ sống cho họ sống trong giây phút này. Họ không hiểu nhiều, mà càng không hiểu thì họ lại càng không muốn dấn thân. Thứ hai, bởi vì họ ích kỷ, họ chỉ có yêu mình thôi, tiếng Mỹ gọi là narcissism hả? Họ chỉ có yêu mình, mà yêu mình là một dạng bệnh tâm thần. Những người mà yêu mình quá đáng, thổi phồng mình quá đáng, chúng ta nghĩ rằng họ đi ra ngoài thì họ cảm thấy họ khoe khoang, họ vui. Nhưng thật sự đối với những người có kiến thức một chút, chúng ta cảm thấy tội nghiệp, bởi vì đây là những con người thiếu tự tin, và dạng yêu mình quá đáng cũng là một dạng bệnh hoạn ở trong tâm lý. Rồi bởi vì họ bệnh hoạn, bởi vì họ chỉ có nghĩ đến họ không nghĩ đến ai, cho nên những cái suy nghĩ của họ hoặc là nó ấu trĩ, thiếu trưởng thành, hoặc là nó ảo tưởng, hoặc là nó thiếu thành thật, bởi vì họ bóp méo những sự thật bên ngoài. Tất cả mọi người họ nghĩ đều yêu họ hết, đều thích họ hết, đều tôn thờ họ hết chẳng hạn. Và cuối cùng là nhiều khi họ chụp mũ những người mà những điều hoặc là những người nói đến họ mà họ cảm thấy không vui. Cho nên tại sao họ không dấn thân? Thưa, bởi vì họ không hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Mặc dầu có những người có đức tin vào cuộc sống đời sau, nhưng cái hiểu của họ về đời sống nó quá sức nông cạn. Mà vì nông cạn cho nên họ không thể dấn thân được. Họ chỉ tìm cái niềm vui cho họ. Nhiều khi chúng ta thấy có những người, nhất là báo chí bây giờ đó, ở Việt Nam cũng vậy. Từ ngày mà người Việt Nam qua được ở bên đất Hoa Kỳ, một trong những điều mà chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa là cuộc sống và đất nước ở đây cho phép chúng ta có điều kiện để phát triển con người của mình, phát triển nhân bản một cách cao độ. Lòng tốt của ông bà, anh chị em ở đây chúng ta không thể nào không công nhận được. Bởi vì chúng ta đã gửi tiền về Việt Nam rất nhiều giúp đỡ người này người kia. Đương nhiên chúng ta cũng có bị lợi dụng. Mà ngay cả khi bị lợi dụng, nhiều khi chúng ta cũng vẫn giúp. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình có ăn có mặc, mình không chịu được cảnh của những người đang đau khổ. Đó là một điều mà chúng ta học được ở trên đất nước này. Bởi vì khi chúng ta đến đây, họ mở rộng bàn tay để đón chúng ta. Rồi chúng ta ở với họ, chúng ta mới thấy họ là những con người có tâm tốt. Nhưng nếu chúng ta có dịp mở những trang báo Việt Nam ra mà đọc, thì những cái trang đầu nó khoe khoang, đó có phải là những người đi giúp đỡ người nghèo hoặc là đi phát chẩn. Mà thường thường là ông này mới sắm được một chiếc xe Ferrari 300.000 đô, 500.000 đô ở trong một đất nước mà đa số là những người nghèo. Họ khoe khoang bởi vì đây là một dấu hiệu bệnh hoạn của những con người thiếu tự tin và không có một cái gì đáng để đem ra khoe khoang. Tôi nhớ có một lần lúc mà má tôi qua đời rồi, về làm lễ giỗ cho bà, thì cái lúc đó là thời kỳ ông Steve Jobs, ông ra cái hình như là không biết cái iPhone, iPad gì tôi không nhớ, chắc là iPhone mà không phải iPhone nữa. Lúc đó ra cái gì đó, mấy cái nghe nhạc hả? iPod gì đó hả? Trước iPhone phải không? Lâu rồi. Dạ, không biết nữa. Tôi thì không có tiền xài ba cái đó nhiều cho nên không biết. Nhưng mà chỉ biết là Steve Jobs là một trong những tỷ phú. Mà khi tôi về Việt Nam thì tôi nhớ có người hỏi tôi như thế này. Trời ơi, cái ông tỷ phú Mỹ, cái ngày ông ra, ông để trình một cái sản phẩm của ông mà ăn mặc giống như không có tiền vậy trời. Là bởi vì ông mặc một cái quần jean, một cái áo đen thun bình thường. Mà trong khi Việt Nam mình chỉ cần nói hôm nay mời lên TV, trời ơi nó đi làm tóc mất 3 ngày, đánh phấn 2 ngày là 5. rồi nó mặc những cái bộ đồ mà đi thuê 5-7 ngàn đô mà thực chất về nhà không có tiền. Cho nên cái người thật sự có đó, nhiều khi người ta tự tin cho nên người ta không cần phải khoe. Và những người càng nổ càng khoe là những người họ không có cái gì để có thể họ coi là mình có thể nắm chắc được. Ở trong cuộc sống của những người dấn thân cũng vậy. Những con người dấn thân là những con người có một đời sống vững chắc và cái cột trụ về đời sống đức tin của họ vững mạnh, cắm rễ ở trong hoặc là giáo hội hoặc là trong Kinh Thánh, trong Đức Giêsu Kitô. Đối với những người không có thì họ không dám dấn thân, bởi vì họ chỉ lo cho mình. Mà khi lo cho mình thì họ thổi phồng: tôi mới mua một chiếc xe 300 ngàn đô, tôi ở một cái nhà xây bên thị giác vàng, cái xe của tôi, cái đôi giày của tôi. Họ khoe những cái mà họ nghĩ rằng với những cái đó người ta sẽ khâm phục họ. Mà họ quên rằng đối với những người có kiến thức một chút, họ nhìn thấy đây là một dạng bệnh hoạn và thấy tội nghiệp, bởi vì là những con người thiếu tự tin. Tại sao như vậy? Thưa, bởi vì nó xuất phát từ cái mà chúng ta gọi là cái tôi chủ nghĩa. Ở trong Kinh Thánh của tiên tri Isaiah, khi nói đến con người cứ kêu ngạo cái tôi chủ nghĩa, thì tiên tri Isaiah nói: chính ngươi đã tự nhủ, ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa, ta sẽ ngự trên núi hội ngộ, chốn bồng lai cực bắc, ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như đấng tối cao. Đây là lời của những con người kêu ngạo, họ muốn bằng Thiên Chúa như ông Adam và Eva. Và chúng ta cũng biết được cái kết quả của việc họ muốn bằng Thiên Chúa đã làm cho con người bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Ở trong Phúc Âm của Marco, Chúa Giêsu nói: thế là các ông lấy truyền thống các ông mà truyền lại cho nhau, mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Nói cách khác, các ông cứ truyền miệng nhau những cái gì mà không phải là lời dạy của Thiên Chúa, mà chỉ là truyền thống giữa các ông với nhau, thổi phồng nhau, gọi là mặc áo thụng vái nhau. Đây là những cái mà nó xuất phát từ cái tôi chủ nghĩa. Trong thư gửi cho Timôthê, thư thứ 2, Thánh Phaolô viết: anh hãy biết điều này, vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm, vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa. Hình thức của đạo thánh này thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ rồi. Ở đây, Thánh Phaolô nói với Timothy hả? Quả thế người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm, vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn là yêu Thiên Chúa. Hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ rồi. Chúng ta quen thuộc với những lời giáo huấn này của Thánh Phaolô, bởi vì Thánh Phaolô muốn nói đến thời kỳ mà con người xa rời Thiên Chúa thì họ sống ở trong cái yêu thương riêng của chính họ, họ thổi phồng họ và họ cho họ là trung tâm của vũ trụ. Chưa nói đến ngày cuối cùng là ngày mà Chúa Giêsu đến, chúng ta gọi là ngày tận thế. Đừng nói đến ngày tận thế, bởi vì ngày tận thế là ngày tất cả mọi người sẽ được phán xét, sẽ chết. Nhưng mà chúng ta nói ngay cả những con người mà họ xa rời Thiên Chúa và họ đặt họ trở thành trọng tâm của vũ trụ, thì chính bản thân họ cũng đã bị lên án một phần nào rồi. Bởi vì đây chỉ là những cái có tính cách bên ngoài, những cái khoa trương mà chúng ta biết. Mới nghe bài đọc của tuần vừa rồi hả? Hư không thì nối tiếp hư không, ở đời mọi sự cũng chỉ là hư không. Bởi vì rồi đây, nó đến rồi nó đi. Và liệu chừng nếu con người không có một cái gì cắm rễ sâu ở trong đời mình, ở trong lời Kinh Thánh, ở trong Thiên Chúa, thì con người có gì để mà khoe khoang, để mà tự tin khi mà mình đứng trước mặt Thiên Chúa để mà trình diễn. Chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu Kitô nói với Kitô hữu là những người cần phải hy sinh. Ở trong Phúc Âm của Luca và trong Phúc Âm của Matthew nhắc lại: ai theo Chúa Giêsu Kitô thì phải vác thập giá mình mà theo. Là Kitô hữu, chúng ta phải chịu khó, chịu khổ hơn những người khác. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì mới sinh nhiều bông hạt. Phúc Âm của Gioan chương 12. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, mà ai ghét mạng sống mình vì danh Thầy thì sẽ được. Phúc Âm của Matthew chương 16. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống cho người mình yêu. Phúc âm của Gioan chương 15. Và ở trong Phúc âm Gioan chương 10, câu 10, khi Chúa Giêsu nói đến Ngài là mục tử, Ngài là người đến để chăm lo cho tất cả chúng ta, thì Ngài nói, ta đến để cho các con được sống và được sống dồi dào. Ngài đến để cho chúng ta sống và được sống dồi dào. Vậy bây giờ tôi đi đến cái phần thứ hai, nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nếu trường hợp chúng ta sống trong một thế giới mà không có hy sinh, không có người dấn thân, không có những người đi trước để lót đường cho mình, thì liệu chừng chúng ta có được như ngày hôm nay không? Nếu chúng ta bước ra đường mà ai cũng giành nhau để mà chạy, thì liệu chừng chúng ta có dám lái xe trên đường không? Vậy thì dấn thân rao giảng, đó là phần thứ hai tôi muốn nói. Dấn thân rao giảng là điều kiện cần thiết. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Ở trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói như vậy. Chúa Giêsu xuống thế là để rao giảng tin mừng. Mà Thánh Phaolô đặt ra một câu hỏi, nếu trường hợp Ngài xuống thế để rao giảng tin mừng và Ngài muốn chúng ta tiếp tục rao giảng tin mừng, mà nếu trường hợp không có người để Thiên Chúa sai đi, thì làm sao những người này nghe được tin mừng? Nếu trường hợp không có các vị thừa sai ở bên Pháp, ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha qua Việt Nam, thì làm gì chúng ta có đức tin Kitô giáo ngày nay? Cho nên trong thư gửi tín hữu Roma chương 10, Thánh Phaolô viết, làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Dấn thân là một điều mà tất cả chúng ta phải làm để tỏ là mình có lòng thương xót đối với Thiên Chúa, đối với anh chị em. Nhưng dấn thân như thế nào? Thánh Phaolô nói dấn thân là phải đi rao giảng. Và trong vấn đề rao giảng, tôi chỉ muốn đưa lên 4 điểm mà tôi nói rất nhanh. Là động lực, là nội dung, là cách thức rao giảng và đối tượng mục tiêu của rao giảng. Đâu là cái động lực? Đâu là nội dung, đâu là cách thức, đâu là đối tượng và mục tiêu. Thứ nhất là động lực. Đâu là động lực? Trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết, thật vậy, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Đâu là động lực để mà đi rao giảng? Thì Thánh Phaolô nói, đối với tôi rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng. Đâu là động lực? Ngài nói, sở dĩ tôi phải đi rao giảng bởi vì tôi bị bắt buộc. Nhưng mà nếu trường hợp tôi tự ý đi, tôi tình nguyện đi thì tôi được thưởng và đó là một điều tốt. Nếu trường hợp tôi không muốn đi, tôi chống đối thì cuối cùng tôi cũng phải đi. Chỉ có điều là đi trong đau khổ mà thôi, chứ không phải là trốn tránh được. Cho nên Ngài nói, tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý thì đó là nhiệm vụ Thiên Chúa trao phó. Có biết bao nhiêu người chúng ta làm cái công việc mà mình làm mình yêu thích thì nó khác. Mà khi nào mình không yêu thích thì mình cảm thấy nó nặng nề. Một cái câu chuyện rất nhỏ, có hai người khiêng những viên đá ở dưới đồi lên chân đồi để xây nhà thờ. Một người thứ nhất khiêng một viên đá vừa đi thì có người hỏi, trời ơi mệt lắm hả anh? Ông nói quá sức là mệt, làm được bao nhiêu tiền ngày đâu mà xiên mấy cái cục đá này lên xây cái nhà trên kia không biết khi nào mới xong. Đi xuống một lúc thấy một người khác cũng khiêng một viên đá đi lên mà anh ta vừa đi vừa huýt sáo vừa hát. Hỏi anh làm gì vậy? Ô tôi đem những viên đá này để xây lên xây nhà thờ, rồi đây chúng tôi sẽ đến để thờ phượng. Cái động lực nó làm cho anh ta thấy cái công việc của mình nó có một ý nghĩa khác. Và vì thế người Việt Nam cũng hay nói một cái câu rất là vui hả? Tư tưởng không đông thì vác cái bi đông nó cũng nặng. Một cái bình uống nước đeo bên này thấy nó cũng nặng. Cho nên việc đầu tiên, cái động lực mà chúng ta đến là chúng ta biết Thiên Chúa sai chúng ta đi rao giảng. Mà nếu mình tự ý thì tốt, mà mình không tự ý thì mình cũng phải làm thôi, bởi vì đó là bổn phận. Rồi phần thưởng, Thánh Phaolô nói phần thưởng được cái gì? Ngài nói, vậy đâu là phần thưởng của tôi? đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, cuối cùng cũng chẳng thưởng được cái gì cả. Tưởng là đi rao giảng tin mừng để được phần thưởng, không được gì cả. Phần thưởng Thiên Chúa sẽ thưởng cho mình đời sau. Vậy nội dung rao giảng là gì? Thứ nhất là động lực, thứ hai là nội dung. Chúng ta đi giảng cái gì? Có nhiều người đứng lên và họ giảng về họ. Họ giảng điều họ muốn giảng và điều đó hoàn toàn sai. Giáo hội từ sau công đồng Vatican II dạy cho các cha, các thầy, các sơ về phụng vụ, và nhất là các cha, những người làm giảng trong các buổi lễ. Thì giáo hội cũng nhắc nhở, cái buổi lễ không phải là một cái bài, tiếng Mỹ gọi là sermon, không phải là một cái bài giảng thuyết, mà nó là một cái bài chia sẻ, suy niệm lời Chúa. Cho nên chúng ta phải lấy lời Chúa ra để mà suy niệm, để mà chia sẻ. Chứ không phải lên trên đó rồi kể, hôm rồi tôi mới đi Việt Nam coi cái này, kể chuyện xong rồi kết thúc. Không phải. Trước đây chúng ta có những bài tiếng Mỹ gọi là sermon, tức là những cái bài giảng. Mình giảng chẳng hạn tuần này giảng về Đức Khiêm Nhượng, ngày mai giảng về Đức Bác Ái, ngày mốt giảng về Đức Khó Nghèo. Cho nên nó không dính dáng gì tới bài đọc. Công đồng Vatican II đã cho chúng ta những bài đọc sắp xếp và kêu chúng ta phải giảng đúng với, đem lời Chúa ra khai thác cho đúng để mà suy niệm. Thánh Phaolô kêu chúng ta khi đi rao giảng thì giảng cái gì, nội dung là cái gì? Ở trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Corinto, ngài viết: tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Đây là nội dung đi rao giảng. Cũng trong thư thứ nhất Corinto, ngài viết tiếp: trong khi người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, đây là lời Chúa chúng ta mới vừa nghe tối hôm qua trong dịp lễ các thánh tử vì đạo Việt Nam. Và chúng ta nghe lời ở trong thư thứ nhất Corinto. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiên dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục và không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nội dung rao giảng của chúng ta là giảng về việc Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Rồi ở trong thư thứ hai Corinto, ngài viết: bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu chịu đóng đinh. Vì thế khi đi rao giảng, có nhiều anh em muốn thích đi nhà thờ Tin Lành, rồi trong nhà thờ Tin Lành nó cũng có nhiều giáo phái và không ai làm chủ ai. Cho nên có những ông mục sư đi ra giảng mà không phải giảng lời Chúa, cũng có kết hợp lời Chúa một phần, nhưng họ không phải giảng với cái nội dung như Thánh Phaolô nói, mà họ giảng làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để cho nó vui, rồi cuộc sống hạnh phúc. Đương nhiên có những cái đề tài nó thích hợp với mình, nhưng liệu chừng đó có phải là nội dung mà mình đi rao giảng không? Có phải là mình đến để mình làm cho người ta vui không? Hay là bắt buộc mình phải giảng những điều mà có thể nó hơi khó nghe một chút, nhưng đó mới chính là điều mà chúng ta làm. Cái thứ ba là cách thức rao giảng. Cách thức như thế nào? Thưa, khi đã rao giảng thì phải ráng trung thành, chịu đựng và phải xác tín. Ở đây tôi chỉ đưa ra một cái phần của Thánh Phaolô nói về sự chịu đựng của ngài thôi. Ở trong thư thứ hai Corinto, ngài viết: 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt một, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. Không kể những điều khác, còn có nỗi day dứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các giáo hội. Thấy Thánh Phaolô chịu chưa? Vì đi rao giảng mà ngài chịu. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt một, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh trên biển. Lạy Chúa tôi, nếu trường hợp mà chúng ta được sai đi rao giảng mà nó khổ như thế này chắc mình không đi đâu. Và vì thế một trong những cách thức là phải trung thành và chịu khó, chịu khổ. Rồi phải xác tín với tin mừng mình rao. Khi mình đã đi rao giảng, mình phải tin những gì mình làm là đúng. Mình dám nói với những người khác, đức tin của tôi là như vậy, cố gắng đến với chúng tôi. Và chúng tôi sẽ đem anh đi lễ, chúng tôi sẽ đem anh gia nhập giáo hội và anh sẽ tìm được cái niềm vui. Trong thư gửi cho tín hữu Galata, Thánh Phaolô viết: tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Không có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống loan báo cho anh em tin mừng khác với tin mừng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Như tôi đã nói và nay tôi xin nói lại, nếu có ai loan báo cho anh em một tin mừng khác với tin mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Thánh Phaolô là người đi rao giảng tin mừng. Ngài nói đến Chúa Giêsu chịu chết, chịu đau khổ và cuối cùng sống lại lên trời. Rồi có những người khác đến để rao giảng mà nói rằng cái ông này ngày xưa đi bắt đạo cho nên những lời ông không có giá trị đâu. Có thể rồi họ rao giảng một cái tin mừng khác. Và Thánh Phaolô tức quá, cho nên khi Ngài đến, Ngài viết thư cho người Galata, Ngài nói làm sao? Tức quá, tôi mới rao giảng cho anh em, tôi vừa đi qua cái giáo xứ khác về lại, anh em đã bỏ đi theo cái người khác rồi, tại sao? Tôi nói cho anh em hay, đây lời của Ngài. Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, nếu trường hợp những đồ đệ của Ngài mà có tới rao giảng đó hả? Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống mà giảng cho anh em một tin mừng khác với tin mừng tôi đã giảng, thì xin Chúa tiêu diệt nó đi. Ngài giám sát tín tự tin rằng tin mừng mà Ngài đi rao giảng là tin mừng của Chúa Giêsu, và tin mừng đó là tin mừng đem lại ơn cứu rỗi. Cho nên Ngài nói, nếu thiên thần ở trên trời xuống mà rao giảng khác với Ngài, đừng có tin thiên thần, tin vào Ngài. Có ai dám nói vậy không? Ngài dám nói bởi vì Ngài xác tín được việc Ngài làm. Rồi đâu là cái đối tượng cuối cùng, mục tiêu? Chúng ta đọc câu cuối cùng ở trong Phúc Âm của Matthew chương 28. Hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đây là đối tượng, đây là mục tiêu. Bây giờ tôi muốn trở lại việc ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đọc ở trong đoạn của tiên tri Isaiah chúng ta nghe. Loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức và công bố một năm hồng ân. Tôi rất tiếc là hai cái bàn này nó không có treo lên để cho anh chị em thấy được những gì tôi muốn nói, nhưng mà thôi, tưởng tượng trong đầu cũng được, tại vì có mấy cái hình ảnh tôi muốn đưa lên, nhưng mà không được thì chịu. 3 điều trong 5 điều mà tôi mới vừa đọc: loan báo tin mừng cho người hèn nghèo, cho người mù được sáng mắt, công bố năm hồng ân của Chúa. Tôi muốn đưa ra hai cái gương sống mà chúng ta noi theo để chúng ta dâng thần. Đây là hành động của lòng thương xót. Thứ nhất là gương của mẹ Teresa Calcutta ở bên Ấn Độ, và thứ hai là gương của linh mục Lee Tae-seok người Hàn Quốc. Đây là hai gương sống mà họ sống với người nghèo, họ cho người mù được sáng mắt và họ công bố năm hồng ân. Rồi tôi cũng đưa ra hình ảnh của một người công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, trả tự do cho người bị áp bức. Đó là gương của Đức Tổng giám mục Oscar Romero, người El Salvador. Ở trong giáo lý Công giáo từ số 2443 cho đến 2449, nói đến giáo hội có bổn phận phải bênh vực và giúp đỡ cho người nghèo. Và đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô ngày nay thì người nghèo là tài sản của giáo hội, và đó cũng là đối tượng cần thiết để giáo hội làm công việc mục vụ. Cho nên Đức Giáo hoàng đã nhiều lần lên án chủ nghĩa tư bản trục lợi khi họ biến con người trở thành một phương tiện làm tiền, mà họ coi cái đồng tiền quan trọng hơn con người. Và dĩ nhiên là giáo hội của chúng ta có một lịch sử lâu dài giúp người nghèo. Từ thời kỳ các tông đồ, trong công vụ tông đồ từ chương 4 trở đi, cho đến thời kỳ Trung Cổ, giáo hội xây các nhà thương, xây các trường học, xây những nhà mồ côi, cũng chỉ với một mục đích đứng với người nghèo. Bây giờ tôi muốn nói đến mẹ Teresa. Mẹ Teresa là một người sáng lập dòng truyền giáo Bắc Ái. Mẹ sinh năm 1910 và mẹ chết năm 1997. Năm 1979, mẹ được giải Nobel Hòa Bình. Và trong vài tuần nữa, ngày 4 tháng 9, năm 2016, mẹ được phong hiển thánh. Đối với mẹ, một người tên là Agnes sinh ra lớn lên ở bên vùng đất, bây giờ mình gọi là vùng đất đó là ngày xưa là Yugoslavia. Cha mẹ của Ngài là, bây giờ thì nó thuộc về Macedonia. Cha mẹ của Ngài là người Albania. Trong thời kỳ Ngài đi tu, 18 tuổi Ngài đi tu được gửi qua bên Ái Nhĩ Lan để học. Rồi ở đó Ngài học được tiếng Anh, và khi trở về giúp ở bên Ấn Độ thì Ngài dạy một cái trường trung học. Năm 21 tuổi Ngài dạy một cái trường trung học Mà trường này dành cho những người giàu có. Bên cạnh khu vực giàu có là những cái khu ổ chuột mà cuối tuần thì Ngài ra đó để giúp đỡ. Và vì Ngài giúp đỡ và làm việc với những người nghèo, nghèo tới mức họ không có những cái phương tiện sống căn bản, phóng uế lung tung chẳng hạn, nước không có nước chảy, chỉ có nước múc dưới giếng. Cho nên Ngài thông cảm được nỗi khổ. Và cuối cùng năm 1948, Ngài xin Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cho thành lập nhà dòng truyền giáo Bác Ái. Và đến năm 1950 thì Ngài chính thức thành lập với 12 thành viên. Chúng ta biết dòng của Ngài bây giờ phát triển trên khắp thế giới. Một trong những điều có ấn tượng mạnh mẽ đối với dòng của Ngài là khi bệnh AIDS, bệnh SIDA đó, nó bắt đầu phát triển mà người ta vẫn còn sợ, thì chính dòng Ngài là dòng tiên phong để giúp đỡ và nuôi nấng những người, chuẩn bị cho họ chết một cách bình an. Cuộc đời của Ngài tôi không cần kể nhiều, anh chị em ở đây biết nhiều rồi, và tôi hy vọng chúng ta đọc về cuộc sống của Ngài khi Ngài được phong thánh vào tháng tới, thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái gương dâng thần cho người nghèo. Người thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là cha Lee Tae-seok. Ngài sinh năm 1962, tham gia quân đội của Hàn Quốc và trở thành bác sĩ ở trong quân đội, gọi là bác sĩ quân y. Rồi sau khi trở thành bác sĩ và giải ngũ, Ngài đi về theo dòng Don Bosco làm linh mục. Rồi Ngài phục vụ cho những người ở bên phía Nam Sudan. Đất nước Sudan có cuộc nội chiến vào năm 1999 thì Ngài đến đó. Năm 2010 thì Ngài chết. Ngài chết vì bệnh ung thư. Nhưng mà điều đặc biệt đối với Ngài, và tôi muốn nếu trường hợp chúng ta có dịp về nói với con em chúng ta, lên trên mạng coi một cái phim tiếng Việt gọi là Đừng khóc cho tôi Sudan, tiếng Mỹ là Don't Cry For Me Sudan. Những ai mà đã coi cái phim đó rồi đưa tay tôi coi. Ồ, tạ ơn Chúa, rất là nhiều người coi. Về và nói với con em chúng ta lên trên YouTube, lấy cái phim này ra để mà coi, bởi vì bây giờ người ta phổ biến cho nó được free rồi. Thì trong cái bộ phim này nói về cuộc đời của Ngài. Ngài là một bác sĩ, là một linh mục. Ngài đến một ngôi làng rất nghèo và với kiến thức của Ngài, Ngài dùng những cái năng lượng mặt trời để tạo, làm thế nào để cho chạy một cái máy, refrigerator, là một cái máy tủ lạnh nhỏ. Bởi vì Ngài cần có cái tủ lạnh nhỏ để giữ những cái vaccine. Và nhờ cái vaccine Ngài mới chữa trị bệnh tật cho những người trong làng. Có những lúc 300 người một ngày đến để cho Ngài chữa bệnh. Đặc biệt là những người cùi. Mà ở trong những bức tranh chúng ta thấy những cái hình ảnh ghi lại, có những người chân nó cụt, tay nó cụt mà Ngài đến để Ngài giúp đỡ. Ngài vừa là linh mục, vừa là bác sĩ, vừa là thầy dạy. Những em ở trong đó không có lớp, Ngài mở lớp dạy. Đặc biệt dạy cho các em chơi đờn, chơi kèn. Và các em nó họp lại thành một cái ban kèn, ban nhạc. Rất là hay ở trong những cái vùng nghèo như vậy. Năm 2010 Ngài chết. Sau khi Ngài chết thì những người ở bên vùng Sudan, người ta đã khóc rất nhiều, bởi vì đối với họ Ngài là một đại ân nhân. Nhưng điều tôi muốn nói đó là sau khi Ngài chết thì cái hãng phim KCS của Hàn Quốc là một hãng phim giống như hãng phim Sony hoặc là Columbia bên Mỹ thôi. Nó chuyên làm phim, thì nó thấy cái cuộc đời của Ngài đặc biệt, cho nên nó mới muốn qua bên Sudan để tìm một vài tài liệu. Và khi tìm được tài liệu, người ta thấy quá hay, cho nên người ta làm một cuốn phim là documentary, tức là phim tài liệu về Ngài. Ở bên Hàn Quốc, phim tài liệu về cuộc đời của Ngài là phim đầu tiên được đem ra chiếu rạp. Và trong ngày đầu tiên chiếu đã có 120.000 người vào coi. Đây là một kỷ lục, chưa có ai đi coi phim tài liệu. Nhưng mà tôi muốn cái lời nói của vị hòa thượng ở bên Hàn Quốc. Hòa thượng tên là Jae-sung, là người đứng đầu một giáo hội Phật giáo rất lớn gọi là Yonggi. Khi Ngài đi coi cái bộ phim về thì Ngài gặp Đức Hồng Y của Seoul, của Hàn Quốc. Và Ngài nói, tôi không muốn anh em Phật tử của tôi đi coi phim này, bởi vì tôi sợ khi họ coi xong họ trở thành người Công giáo. Nhưng Ngài chỉ nói có tính cách gọi là vui vậy thôi, bởi vì chính Ngài đã đem bộ phim này về chùa và chiếu cho tất cả các Phật tử và đội môn sinh của Ngài coi. Và trong cái lời kết thì vị hòa thượng này nói, nếu chúng tôi có một vị Phật tử như Charlie thì giáo hội Phật giáo của chúng tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của một con người đã thay đổi rất nhiều cho giáo hội Hàn Quốc, mà câu chuyện này mới xảy ra chỉ có cách đây vài năm. Cho nên nếu được, chúng ta về coi lại cái bộ phim Don't Cry For Me, Đừng Khóc Thương Tôi Sudan, Don't Cry For Me Sudan. Người thứ ba mà tôi muốn nói đó là Đức Giám mục Oscar Romero. Ngài sinh năm 1917 và chết năm 1980. Ngài chết bị người ta bắn trong khi Ngài đang làm lễ. Có hình ảnh tôi muốn đưa lên là hình ảnh Ngài đang mặc áo lễ và khi bị bắn chết thì Ngài gục ngay trước bàn thờ. Lý do là bởi vì Ngài lên tiếng binh vực cho những người nghèo, những người bị giam cầm, Ngài muốn họ được giải thoát. Và đây là một cái gai ở trong con mắt của chính quyền. Cho nên chính quyền đã có lúc đặt bom nhưng mà Ngài thoát được. Rồi khi mà chính quyền áp bức giết chết thì Ngài lên tiếng. Ngài nói rằng một chính quyền không công bằng thì chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa. Tuy nhiên Ngài kêu gọi những người là Công giáo, là Kitô hữu không được tuân lệnh của những con người họ ra những cái luật mà những cái luật này có tính cách vô luân, giết người, không công bằng. Khi người bạn của Ngài là cha Rutilo Grande bị giết năm 1997 thì chính Đức Tổng Giám mục đã ra lệnh cho toàn bộ giáo phận không có lễ trong ngày Chủ nhật và tất cả tập trung về nhà thờ Chính Tòa. Tại nhà thờ Chính Tòa, Ngài đã làm một buổi lễ rất lớn và kêu gọi chính quyền phải thay đổi, phải ăn năn. Bởi vì chính quyền bây giờ trở thành kẻ sát nhân, họ giết chính dân của họ. Ngài theo cái tư tưởng của một vị Tổng Giám mục tên là Camara, người Brazil. Tổng Giám mục là một người binh vực cho người nghèo. Khi Ngài đi ra để nuôi những người nghèo, mỗi một khi Ngài đến để nuôi cho những người nghèo ăn, cho người nghèo uống, xây những trường học, bệnh viện, thì Ngài nói như thế này: mỗi khi tôi đi làm việc bác ái, chính quyền gọi tôi là một vị thánh. Nhưng nếu tôi hỏi chính quyền tại sao những người này nghèo, thì họ chụp mũ tôi là cộng sản. Nói cách khác, nếu trường hợp chúng ta cứ đưa tiền về, cứ giúp, cứ để cho người ta được có thêm một chút cơm, có thêm một chút mì, thì người ta nghĩ rằng mình là những người làm công việc bác ái. Nhưng nếu mình hỏi nguyên nhân tại sao những người này cứ bị áp bức, cứ bị khổ hoài mà không có một cái cơ hội để đi lên, thì người ta chụp mũ mình là những người làm chính trị. Đức Tổng Giám mục Oscar Romero biết được điều đó rất rõ. Và vì thế, trong ngày Chủ nhật 23 tháng 3 năm 1980, đây là bài giảng cuối cùng của Ngài và tôi chỉ dịch. Bản dịch này là của tôi dịch ha. Cho nên tôi không có biết nó chính xác hay không, nhưng mà tôi nghĩ tương đối là chính xác. Đây là bài giảng cuối cùng và tôi chỉ trích một đoạn ở trong bài giảng đó. Ngài giảng vào ngày 23 tháng 3 năm 1980 Chủ nhật. Và sáng hôm sau, ngày thứ Hai 24 tháng 3, Ngài bị bắn chết ngay tại trên bàn thờ. Bài giảng nói như thế này: anh em binh sĩ thân mến, anh em từ dân mà ra, anh em giết dân, người anh em nông dân, khi biết rằng phải tuân thủ luật của Thiên Chúa chớ giết người. Không binh sĩ nào buộc phải tùng phục mệnh lệnh nghịch lại luật của Thiên Chúa. Không ai phải tuân thủ luật vô luân lý. Bây giờ là cao điểm để cho anh em nhìn lại lương tâm mình và vâng phục lương tâm hơn là vâng phục những mệnh lệnh tội lỗi. Giáo hội, người gìn giữ lời dạy của Thiên Chúa và bảo vệ nhân phẩm con người, của con người, không thể câm lặng trước những sai trái này. Chúng tôi muốn chính quyền phải đối diện với đường lối cải tổ vô giá trị nếu họ tiếp tục thi hành với cái giá là máu của người dân. Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh những người đau khổ mà lên tiếng đã thấu đến trời cao, tôi cầu khẩn anh em, tôi van xin anh em, tôi ra lệnh cho anh em, nhân danh Thiên Chúa chấm dứt mọi đàn áp. Đây là bài giảng cuối cùng của Ngài. Và 7 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau 24 tháng 3 năm 1980 thì Ngài bị bắn chết. Đây là những người dân thần và vì thế tôi đưa vào kết luận. Khi Chúa Giêsu đọc đoạn phúc âm và Ngài đọc đoạn đã được mở ra, trong đó lời của tiên tri Isaiah nói: Thiên Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi. Thiên Chúa, thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại trả cho người ở trong hội đường, rồi mọi người nhìn Ngài. Ngài không rao giảng, Ngài chỉ nói một câu: hôm nay ứng nghiệm những gì quý vị vừa nghe. Câu hỏi chúng ta đặt ra sau khi chúng ta đi qua cái đề tài dấn thân, đây là một hành động cần phải có khi nói lên lòng thương xót của mình đối với Thiên Chúa và đối với những người chung quanh. Vậy thì liệu chúng ta có dám nói với những người chung quanh mình hôm nay ứng nghiệm những gì mà anh em mới được nghe hay không? Trong tiên tri Isaiah chương 6, Ngài nói: Bấy giờ tôi nghe tiếng của Chúa Thượng phán, ta sai ai đây? Ai sẽ đi cho tôi? Tôi thưa, lạy Chúa, con đây, xin sai con đi. Tôi cầu nguyện để cho tất cả chúng ta cũng được thưa lời của tiên tri Isaiah. Nếu chúng ta được sai đi, dấn thân, lên tiếng cho những người không có tiếng nói, chúng ta không những chỉ giúp đỡ, nâng đỡ họ về vấn đề vật chất, giúp cho họ có ăn, có mặc, mà nếu trường hợp chúng ta giúp cho họ thoát khỏi những gông cùm, những tù tội, giải thoát cho họ được tự do, thì nói như lời của Đức Tổng giám mục Oscar Romero mà Ngài cũng được phong thánh hả? Thì chúng ta phải hiểu rằng nhân danh Thiên Chúa, nhân danh giáo hội, nhân danh lương tâm của con người, chúng ta yêu cầu tất cả những người làm công việc vô luân phải bắt buộc chấm dứt, không có được đàn áp, không có được làm những điều phi lý. Bởi vì tất cả những cái đó nó vi phạm nhân quyền và làm cho con người không có phát triển một cách tự do như Thiên Chúa đã ấn định cho mình. Cầu xin cho mỗi một người chúng ta biết dấn thân và biết nói như lời tiên tri Isaiah: Dạ con đây, xin sai con đi. Ok, amen. Xin chân thành cảm ơn cha Nguyễn Khắc Hy. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta bước ngay vào phần hỏi và đáp. Xin tất cả quý vị có câu hỏi nào cho cha, đây là cơ hội cuối cùng của Đại hội Thánh Mẫu năm nay. Quý vị nhanh chân ra ở những máy nói. Dạ, xin mời anh. Con chào cha, lại con. Thưa cha, theo con biết là cũng như con của những người và mọi người ở đây đều nghĩ rằng đa số cái nhiệm vụ mà rao giảng tin mừng là do của nhiệm vụ của các linh mục và tu sĩ, nhưng mà bổn phận chúng ta là công dân Kitô hữu cũng phải là muối men cho đời rao giảng tin mừng. Nhưng mà xin cha cho tụi con một vài thí dụ thực tế thế nào để áp dụng vào cuộc sống đời thường mà chúng con đi ra ngoài rao giảng tin mừng không, tại vì chúng con không biết gì giỏi gì phúc âm thì không thể nào nói giỏi gì phúc âm được, thì nói như sao không thể nào gặp ai cũng nói gì Chúa thì có lẽ sẽ bị không có giỏi, không có good lắm. Vâng. Nên cha cho con một số ví dụ thế nào áp dụng đời thường mà vẫn làm tròn bổn phận người Kitô hữu. Vâng, có hai phương cách. Cảm ơn anh. Có hai điều mà tôi muốn nhắc lại để khuyến nhủ chúng ta khi chúng ta đi rao giảng tin mừng. Đó là lời thứ nhất của Thánh Phaolô và thứ hai lời của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu. Thứ nhất, Thánh Phaolô nói rằng khi đi rao giảng, nếu cần thiết thì dùng lời nói. Ý Ngài muốn nói, trường hợp chúng ta đi rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng là bổn phận của tất cả các Kitô hữu. Ở trong thông điệp của Công đồng Vatican II, một cái văn kiện gọi là Agentas, gọi là muôn dân đó, tôi không biết Agentas tiếng Latin ha. Agentas số 9 đó, thì ở trong đó Công đồng Vatican II nói rằng căn tính của Kitô hữu chúng ta là rao giảng tin mừng, và vì thế nếu chúng ta không rao giảng tin mừng chúng ta không còn là Kitô hữu nữa. Bắt buộc mỗi một người chúng ta phải rao giảng. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi thứ hai, cách rao giảng như thế nào? Thì thứ nhất, Thánh Phaolô trả lời, hãy rao giảng tin mừng và khi cần thì mới dùng lời nói. Bởi vì cuộc sống của chúng ta, hành động của chúng ta, tất cả những cái tính vui của chúng ta làm cho người khác hấp dẫn và họ đến với Thiên Chúa, cái điều đó quan trọng. Điều thứ hai, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu, Ngài nói như thế này: ngày nay có quá nhiều có nhiều thầy dạy hơn là nhân chứng. Quá nhiều thầy dạy hơn là nhân chứng. Nhưng mà ngày nay người ta chỉ muốn nghe nhân chứng hơn là thầy dạy. Những nhân chứng nói nó có giá trị, cho nên Ngài nói ngày nay người ta muốn nghe nhân chứng hơn là thầy dạy. Mà nếu trường hợp người ta có nghe thầy dạy là cũng bởi vì thầy dạy đó chính là nhân chứng. Nói cách khác, lời của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu nói rằng khi chúng ta đi rao giảng không phải chỉ bằng kiến thức mà bằng cuộc sống của mình, và đó cũng là điều mà trong thần học gọi là giảng Đức Kitô và giảng về Đức Kitô. Giảng về Đức Kitô thì nó chỉ có tính cách hoàn toàn là lý thuyết, và đây cũng là điều mà Thánh Phaolô lên án. Còn giảng Đức Kitô là giảng những gì Đức Kitô giảng, làm những gì Đức Kitô làm và làm thế nào mình có thể cảm nghiệm được Đức Kitô ở trong đời sống. Cho nên để trả lời câu hỏi của anh đang là một công nhân làm việc trong một nhà máy, anh đang đi sinh hoạt, anh đi trên xe bus, anh không cần phải ra để cầm bảng rêu rao hay là đi cóc cửa giống như là Jehovah Witness. Giáo hội Công giáo không có khuyến khích anh làm những chuyện đó. Nhưng anh hãy là một con người của anh. ăn uống thì điềm đạm, ăn nói thì nhẹ nhàng, gặp ai thì vui vẻ, gặp những người cần thiết giúp đỡ thì mình giúp đỡ. Và bằng chính cuộc sống của anh là nhân chứng cho đức tin của mình. Đó là cách truyền giáo tốt nhất. Cảm ơn cha. Dạ thưa cha, con đến từ Đức Phật, con nói thì chỗ mà con ở là có các vị đó đi đến viếng thăm con mỗi tuần là thứ bảy, đến độ con không biết đường trả lời, con phải trốn. Tại vì câu thứ nhất là các ngài nói, các người đó nói là trong thất kinh á, thì chỉ có một đạo, đó là đạo Công giáo thôi, nhưng mà tại sao lại chia ra giống như Tin Lành với lại Công giáo. Thì con chỉ hiểu là, xong con hỏi lại, con nói tại sao đạo Tin Lành lại không tin có Đức Mẹ. Thì mấy người đó nói là tin có Đức Mẹ, nhưng mà tại vì sau đó Đức Mẹ lại có sanh nhiều anh em cho Chúa, cho nên con không biết đường nào hết. Con nói để gặp lại lần sau. Rồi. Bây giờ cái câu hỏi của chị là, thứ nhất là làm thế nào để trả lời lại cái câu hỏi đó của họ, phải không? Dạ. Và thứ hai là làm thế nào để mà đối diện với họ khi họ cứ tới nhà chị một tuần 7 ngày như vậy, phải không? Không, dạ, mỗi thứ bảy thôi. À, mỗi thứ bảy, dạ. À, tôi tưởng tuần 7 ngày cũng không sao. Tôi trả lời câu hỏi thứ hai trước, tôi chỉ cho chị cái cách thức mà tôi biết từ một người rất thân mà tôi không dám nói ra, chứ xong mà bữa sau về cứ chọc nó thì chết. Nó có một cái cách thức rất là hay. Tức là Jehovah Witness, người ta rất là trung thành, người ta tới. Và khi người ta biết rằng cái người đó là Việt Nam thì người ta đưa một người Việt Nam tới. Và đó là lần thứ ba. Và khi tới lần thứ ba thì cô này rất là bực mình. Bởi vì thật sự nó cũng phải tôn trọng cái privacy của mình mà mình đã nói mình không có giờ. Thế thì tới lần thứ ba đây là cách thức cô ấy làm. Tại vì cũng khó chịu. Đó là lý do tại sao giáo hội Công giáo mình không có cổ võ những cái cách thức mà đi truyền giáo bằng cách làm cho những người khác cảm thấy khó chịu. Thì đến lần thứ ba bước vào trong nhà có hai người, một người Việt Nam và một người Mỹ. Thì cô ta mời vào nhà. Bình thường người ta mình lỡ mời vào nhà rồi người ta cứ ngồi nói. Thì khi vừa mời vào nhà, cô ta pha 2 ly nước, cô ta nói cô ta đang bận nấu và đang giặt đồ. Thế là cô ta bỏ đi. Cô ta đi mà nói em đi rồi em cứ nấu ăn, em giặt đồ em lên. Em ngồi 30 phút em nhìn ra em thấy nó còn ngồi. Nó ngồi tới 45 phút. Em nhìn ra em thấy nó còn, nó ngồi gần tiếng, nó bảo nó đi à. Rồi. Thế là bữa sau đó thì cô ta thấy người ta đi qua. Và anh ta vào, cô ta cũng mời vào. Và mời vào xong thì cô ta cũng cứ đi làm việc riêng. Và cô ta việc riêng khoảng chừng 15 phút thì cô ta nhìn ra thấy đi rồi. Cô ta nói khoảng chừng 3 tuần sau em thấy nó đi ngang, em chào, nó không vào nữa. Bởi vì đây là những cái hình thức mà làm cho mình khó chịu. Nhưng mà thôi bỏ cái đó qua một bên để tôi trả lời cái câu hỏi là tại sao có Đức Maria rồi Đức Maria sinh con như thế này. Tôi đề nghị như thế này, bây giờ cái câu trả lời thì nó dài. Tôi không biết là tôi viết cho cái tờ báo nào tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng mà tôi biết tôi có viết một cái bài rất là dài để trả lời cái câu hỏi này. Là bởi vì nó đi vào chi tiết cũng rất là khó. Nhất là đi vào tiếng Do Thái để trả lời. Tôi chỉ nói một cách vắn tắt, mà khi vắn tắt thì nó không có được đầy đủ. Thật sự cho đến bây giờ, những anh em Tin Lành họ tin là Đức Maria có con. Và sau Đức Giêsu còn có con, đương nhiên Đức Giêsu là con đầu và là đồng trinh thì họ tin. Nhưng mà sau đó có con không phải là vô lý đâu, không phải đâu, đừng có nghĩ là vô lý. Nó cũng có cái lý của nó. Chỉ có điều là cái lý của nó cũng chẳng khác nào là cái lý của mình là Đức Giêsu hoàn toàn không có con. Là Đức Maria hoàn toàn không có con sau Đức Giêsu. Là bởi vì ở trong sách đó, khi mà người ta dùng cái chữ anh em đó ha, Adaphe đó, ở trong tiếng Do Thái đó, thì nó cũng có nghĩa là anh em họ, mà cũng có nghĩa là anh em ruột. Thì bây giờ làm thế nào để mình phân biệt được? Dạ thưa không. Nhiều khi mình nói chuyện với nhau, ồ tôi có bà chị ở bên Pháp á, mình không hỏi lại làm sao mình biết là chị ruột hay là chị họ. Nhiều khi người Việt Nam mình cũng hay dùng những cái từ, từ khi tiếng Mỹ thì nó rất là rõ ràng ha, brother rồi cousin hay là sister. Mình thì mình nói ô tôi có bà chị ở trên bên New York, mình cứ tưởng chị ruột thì ra là chị họ. Thì ở trong tiếng Do Thái nó cũng bị cái vấn đề đó. Nhưng mà tôi chỉ muốn trả lời vắn tắt như thế này nè. Cứ cho là bên Công giáo nói rằng Đức Maria không có con nào nữa, và bên Tin Lành nói là có con, thì thôi cứ cho là 50-50, cả hai bên đều đúng đi ha. Cứ cho như vậy đi, bên nào cũng giữ lập trường thì cứ bên, nếu chúng ta phân tích về từ ngữ thì cứ cho cả hai bên đều đúng. Tuy nhiên Công giáo chúng ta chỉ có một điểm mà chúng ta tạm gọi là nó hơn bên kia, và cái điểm này là điểm không thể chối cãi được. Đó là bài phúc âm chúng ta nghe sáng nay. Đứng gần thập giá người, có mẹ người và Maria vợ của Cleopat, Maria Magdalena và môn đệ. Và Chúa Giêsu nói đây là mẹ con, rồi đây là con mẹ, rồi từ giờ đó thì môn đệ đem về nhà. Cả Tin Lành và Công giáo cùng đọc đoạn Kinh Thánh này. Và người Công giáo, nếu trường hợp chúng ta đi về vấn đề từ ngữ thì nó cũng cứ coi như là Tin Lành và Công giáo giống nhau đi. Nhưng mà đến cái phần kết của Phúc âm Gioan thì chúng ta đặt ra một câu hỏi. Liệu chừng nếu Đức Giêsu còn có anh chị em thì tại sao mà Ngài lại không để cho Đức Maria về sống với những người anh em đó mà lại phải ở với Gioan? Bởi vì nếu trường hợp ở với Gioan mà không ở với những người anh em đó thì đây cũng là một điều luật ở trong đối với người Do Thái, là một điều luật thiếu khảo kính cha mẹ, là một tội rất nặng. Trừ khi Đức Giêsu có anh em của Ngài, chỉ có điều là Ngài không thích, Ngài ghét. Cho nên Ngài phải trao ông này cho Gioan để cho dân ở trong xóm nó xử mấy cái đứa con đó, mấy cái đứa con bướng đầu không chịu lo cho cha mẹ. Trừ khi là anh em ghét nhau thì lại làm điều đó. Còn nếu trường hợp chúng ta cắt nghĩa theo lối lý luận thì nguyên câu nói của Ngài chứng tỏ là không còn bất cứ một người nào nữa để lo cho mẹ mình. Vì thế cho nên nói về mặt danh từ thì là một chuyện, nhưng mà nói về mặt lý luận thì tôi kết thúc cho nó vắn gọn là trong Phúc âm Gioan kết thúc khi Chúa Giêsu trao Maria cho Thánh Gioan và Thánh Gioan cho mẹ Maria, thì giáo hội tin với truyền thống rằng Chúa Giêsu là con duy nhất và không còn một người nào nữa, và đó cũng là lý do tại sao mà Chúa Giêsu trối Đức Mẹ để cho Thánh Gioan lo cho Ngài mà thôi. Vâng. Con có câu hỏi về sự tha thứ. Hôm qua cha có giảng là tất cả những gì mà mình tha thứ ở thế gian thì nước trời sẽ tha thứ, còn điều gì mình cầm giữ thì nước trời sẽ cầm giữ. Đối với con á, câu nói đó thì bản thân cá nhân con thôi thì con không tin vào. Tại vì con nghĩ rằng là Chúa thương yêu, Chúa là một người đáng yêu chứ không phải là một người đáng sợ, và Chúa thương yêu tất cả chúng ta không có điều kiện. Vì chính vì Chúa trở về nước trời, Chúa đã mang theo những dấu ấn bị đóng đinh với Ngài để cho tất cả mọi người thấy được cái sự yêu thương của Chúa đối với chúng ta. Thì câu nói đó đối với con, khi con tự hào với tất cả những người bạn của con không phải đạo Công giáo, con nói Chúa là thương yêu vô điều kiện và không có sự cầm giữ đối với tất cả mọi người anh em chúng ta. Vâng, bây giờ để tôi trả lời cho anh cái câu hỏi của anh. Nếu mà tôi nhắc lại để cho người ta hiểu cái câu hỏi của anh. Câu hỏi của anh là khi mà ở trong Phúc âm của Matthew có hai đoạn, một đoạn Phúc âm 16 và một đoạn của 18, cả hai đều nhắc lại cái câu này hả? Ở trong Phúc âm 16 thì Chúa Giêsu trao quyền cho Phêrô, và trong Phúc âm 18 thì nói là những có chìa khóa, con cầm buộc ai thì người đó bị cầm buộc, con tháo cởi ai thì người đó bị tháo cởi. Và cái câu của anh là bởi vì anh không tin, bởi vì Thiên Chúa là một người giàu lòng thương như chúng ta đang hiểu ở đây, và vì thế Ngài tha hết chứ Ngài không có cầm buộc như vậy, có phải như vậy không? Và anh tự hào với những người khác về Chúa của mình là Chúa đầy lòng thương xót. Dạ vâng, con có nói rằng nếu mà mình không tha thứ được cho tất cả những anh em thì Chúa vẫn tha cho mình. Không, tại vì con nói là cái đó là bản thân mình, tại vì mình vắng bóng sự Thiên Chúa nên cái tôi của mình nó quá lớn, mình không tha thứ được người ta, nhưng mà giữa mình với Thiên Chúa thì Chúa luôn luôn thương yêu chúng ta. Nhưng mà nếu trường hợp anh không tha cho người ta thì anh nghĩ Chúa có tha cho anh không? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Dạ, thì con mới nói rằng là tại vì chính lúc đó là mình vắng bóng sự Thiên Chúa, mình không thấy được Thiên Chúa nên mình không tha được cho người ta. Tôi hiểu, nhưng mà đó là vần đã xong rồi, anh không tha cho người ta rồi, nhưng mà tôi hỏi là nếu anh không tha cho người ta, anh nghĩ rằng Chúa có tha cho anh không? Dạ vâng. Anh vẫn nghĩ là Chúa tha cho anh? Dạ vâng. Tốt, được rồi, bây giờ tôi trả lời về thần học cho nó chính xác nha. Thật sự câu nói và nhận xét của anh không có gì mới, và đây là một nhận xét rất hay. Bởi vì từ thế kỷ thứ tư, khi các giáo phụ bắt đầu đối diện với những câu hỏi là liệu chừng có hỏa ngục hay không, thì đã có hai phái khác nhau. Origen và Athanasius là một trường phái cho rằng không có hỏa ngục. Và lý do không có hỏa ngục là bởi vì Thiên Chúa là một đấng giàu lòng tình thương đến độ làm thế nào Ngài có thể ra tay trừng phạt con cái Ngài được. Ngay cả khi con cái Ngài có tội, Ngài cũng yêu thương mình đây nè. Mà con mình làm cái gì đó mà mình còn nước mắt chảy xuống, hùng dữ không ăn thịt con, thì huống gì Thiên Chúa là cái người thương yêu mình tới mức nào mà làm sao Ngài có thể trừng phạt mình trong hỏa ngục đời đời được. Cho nên từ thế kỷ thứ tư thì câu hỏi là liệu chừng có hỏa ngục hay không cũng đã được đặt ra. Và chúng ta cũng đã đi qua cái giai đoạn đó, thần học cũng đã trả lời. Trong tín lý của giáo hội nói rằng có thiên đàng và có hỏa ngục, và điều đó là bắt buộc chúng ta phải tin. Bởi vì đó là lời dạy. từ trong Kinh Thánh đi ra và triết lý của giáo hội. Chuyện có ai trong hỏa ngục hay không thì chuyện đó là một chuyện khác. Tôi chỉ nói là có thiên đàng và có hỏa ngục. Mà vì có thiên đàng và có hỏa ngục cho nên chúng ta bắt buộc phải tin là có thưởng và có phạt. Bắt buộc phải tin. Điểm thứ hai, mà điểm này mới là điểm khó. Làm thế nào để chúng ta dung hòa được hai tư tưởng? Bây giờ mình nói này trên này cho nó dễ này. Làm thế nào để cho chúng ta dung hòa được là lửa với nước? Đã có lửa thì không có nước, mà nước đã chảy vô thì lửa nó tắt hả? Đương nhiên là mình nói theo cái loại ngày xưa, chứ bây giờ xăng dầu có những thứ đốt ở dưới biển mình không bớt. Nhưng mà tôi nói đơn giản đó, làm thế nào để chúng ta có thể dung hòa tư tưởng? Thiên Chúa của chúng ta là một đứng công bình mà lại giàu tình thương. Bởi vì hai cái từ đó tự nó chọi nhau. Công bình là khi anh trả cho người ta những gì xứng đáng. Giàu lòng thương hay là nhân từ là khi anh ban cho người ta những gì ngay cả khi người ta không xứng đáng. Một người đến, họ bị treo cổ bởi vì họ giết 5 người. Như vậy thì án phạt của họ là án phạt tử hình. Và tử hình thì nó công bằng bởi vì họ giết người họ bị tử hình. Nếu trường hợp một chúng ta tha hay là ông thống đốc ký giấy tha, ông tha không phải bởi vì công bình, nhưng bởi vì ông thương, bởi vì ông ban cho anh ta cái mà anh ta không xứng đáng để lãnh nhận. Vậy thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa công bình, thì Ngài không thể giàu lòng thương xót được. Mà nếu trường hợp Ngài đã giàu lòng thương xót, thì Ngài không thể công bình được. Bởi vì hai cái này nó chói nhau. Một người đi làm việc, một người đi ra tìm người đi làm việc. Đi ra 9 giờ sáng thấy có người đứng đó, vô đây làm tôi trả anh đồng ngày. Rồi 10 giờ ra kiếm một người vô, rồi 3 giờ chiều, rồi 4 giờ chiều. Mà cái người vô 4 giờ chiều đó làm có 1 giờ nó cũng lấy đồng. Rồi tới cái anh làm 9 giờ sáng nó cũng lấy cùng đồng. Đương nhiên về vấn đề công bằng, tôi nói về vấn đề lòng thương. Mình là triệu phú, mình muốn trả cho ai cũng được hết. Mình muốn trả bao nhiêu cũng được. Như Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn, có phải là tôi nói với anh là anh đứng không, bây giờ anh vô anh làm cho tôi một ngày tôi trả 1 đồng được không? Mà trả 1 đồng là nhiều lắm rồi, anh đi làm chỗ khác nó trả có 10 cent à. Cho nên anh thấy 1 đồng mừng quá, anh làm từ 9 giờ sáng tới giờ được. Cái lý do anh ghen tương là bởi vì tôi quá tốt đối với cái người này. Nếu chúng ta dung hòa giữa công bằng và giàu lòng thương là hai từ nó đối nghịch nhau và chúng ta không thể làm được. Vì thế, làm thế nào để chúng ta trả lời là liệu chừng nếu chúng ta vi phạm, nếu chúng ta không tha thì Thiên Chúa có tha hay không? Chúng ta chỉ được trả lời như thế này. Chúng ta bắt buộc phải tin là có thưởng, có phạt. Chúng ta bắt buộc phải tin là chúng ta phải cộng tác với Thiên Chúa để có ơn cứu độ cho mình, bắt buộc phải có cộng tác. Và cái sự cộng tác của chúng ta bằng cách là mình tha cho người khác, mình làm những việc tốt. Nhưng nếu chúng ta biết rằng Thiên Chúa chúng ta giàu lòng thương và chúng ta lợi dụng việc đó để mà vẫn cứ sống theo cái tôi ích kỷ của mình, không tha cho ai, thì coi chừng Thiên Chúa của chúng ta trở thành một Thiên Chúa công bằng. Mà sự công bằng này không phải đến từ Thiên Chúa cho bằng, nó đến từ những cái việc làm của mình. Nói cách khác, nếu chúng ta có bị phạt thì không phải bởi vì Thiên Chúa phạt, mà bởi vì chính mình phạt mình vì chúng ta đã không thực thi bác ái. Cho nên để trả lời câu hỏi của anh, tôi chỉ nói như thế này. Trong Kitô giáo của chúng tôi tôn thờ một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và đó là một điểm son chúng tôi rất tự hào. Tuy nhiên, đừng vì như vậy mà lợi dụng, bởi vì Thiên Chúa của chúng tôi cũng rất công bằng, mà nếu chừng anh làm không đúng, bị phạt nữa là khác. Cả hai nó đi với nhau. Xin mời chị. Con kính chào cha. Vâng. Cha, con có câu hỏi, con có một cái người Mỹ họ hỏi con là tại sao con phải thờ Đức Mẹ, mà con xin là con xin Chúa hay con xin Đức Mẹ, những lời con xin khấn. Thì con nói là con xin thì con xin Chúa nhưng con vẫn xin Đức Mẹ để nhờ Đức Mẹ cầu bầu cho con. Thì họ nói là tại sao phải xin Đức Mẹ, tại sao không xin thẳng Chúa đi? Mà tại sao phải xin Đức Mẹ? Đức Mẹ đâu có cho con được đâu. Thì Đức Mẹ phải qua Chúa. Thì con nói là con rất là có một đức tin với Đức Mẹ, cho nên lúc nào con cũng xin là thôi, con xin người Mẹ. Để tôi trả lời thì cho nó chính xác hơn, cho chị trả lời tôi sợ nó sai thằng học nó khổ nữa. Tôi nghĩ những cái này thì chúng ta cũng đã kinh qua một thời gian rất dài rồi. Những cái từ chẳng hạn như thờ Đức Mẹ này kia mà bây giờ còn dùng tới thì nó yếu quá hả? Đương nhiên chúng ta nâng cao cái kiến thức giáo lý của mình. Nếu mà gọi chữ tôn thờ đó, worship đó, thì chỉ có thờ Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta biết rồi hả? Chúng ta đến đây là để mình gọi là thờ kính. Thì cái chữ thờ kính nếu mà dịch qua tiếng Anh venerate hả? Thì chúng ta đến đây để kính Đức Mẹ, chứ còn gọi là tôn thờ. Đối tượng duy nhất đức tin của chúng ta là Thiên Chúa và ngoài ra không còn ai khác. Nhưng mà bên cạnh đó tại sao chúng ta lại đến với Đức Maria? Thưa, nó đơn giản thôi, là bởi vì chúng ta tin vào các thánh cùng thông công. Nhưng mà tôi bày cho chị hỏi anh ta như thế này nè. Cái ngày mà anh đi nằm nhà thương đó, anh có đức tin không? Tôi không nói anh là Công giáo nha, tôi nói anh Tin Lành đấy. Cái ngày mà anh nằm nhà thương đó, rồi người ta vào đó, anh có nhờ người ta cầu nguyện cho anh chóng lành không? Tôi nói nếu mà trường hợp mà anh cầu nguyện được với Chúa, anh xin tôi cầu với anh làm gì? Mà tôi chỉ là một người thôi. Như vậy chứng tỏ là cái việc chúng ta xin những người khác cầu nguyện cho mình không phải chỉ có mẹ Maria. Tôi xin ba má tôi cầu nguyện cho tôi rất nhiều, hai ông bà lên trên kia ở mát hơn rồi. Cho nên tôi cầu nguyện với những người đã qua đời, không phải chỉ có Đức Maria, không phải chỉ có các thánh, mà nhiều khi tôi đi có chuyện gì tôi nói với ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi. Mấy người còn sống đây tôi còn xin, huống gì những người chết. Cho nên anh Tin Lành này thật sự mà nói, anh ta nói như vậy. Nhưng mà chị hỏi anh ta, khi anh đau đó, anh nằm ở nhà thương đó, những người bạn anh trong cái cộng đoàn của anh tới thăm, anh có nhờ họ cầu nguyện không? Mà nếu anh ta nói có, thì chị trả lời, vậy thì anh mới biết tại sao tôi nhờ mẹ Maria rồi đó nha. Đơn giản vậy thôi. Nhiều khi chúng ta nhờ nhau, cho nên khi mà chúng ta nhờ không phải chỉ có Đức Maria, chính chúng ta nhiều khi xin ông bà cầu nguyện cho mình, những người đã qua đời, những người đã chết, rồi cay cả những người còn sống. Và đó là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện vào ngày Chủ nhật. Chúng ta đến với nhau và khi có một người nằm bệnh viện, một người đau yếu, chúng ta xin anh chị em. Cho nên lần sau mà gặp những người như vậy nói đó, anh mà không tin đó, lần sau đau yếu đừng có nhờ tôi cầu nguyện giùm nữa nha. Thì trong những ngày hôm nay con nghe tất cả những cái lời dạy của các cha, có nghĩa rằng con hiểu về vấn đề mà thiên đàng. Thì cứ sơ qua mình thiên đàng như một, không phải là location, như một cái tình trạng xấu. Thì đó là con hiểu từ hôm trước hôm nay. Nhưng mà khi mà chúng ta trong cái tín điều của Đức Mẹ hồn xác lên trời, con chưa hiểu trong đó luôn. Tại vì khi mà hồn xác lên trời có nghĩa là phải có location. Và thêm một điều nữa rằng á, là trong thánh các đảo bên trời đất đều hoan hô Chúa trên các tầng trời. Xin cha cho chúng con biết. Thứ nhất có hai câu hỏi. Thứ nhất là thiên đàng và thứ hai là hoan hô Chúa trên các tầng trời. Thật sự hoan hô Chúa trên các tầng trời, anh nghe lại được hai đoạn. Một phần nằm ở trong sách của tiên tri Isaiah, một phần nằm ở trong sách Revelation, sách Khải Huyền. Thì ở trong sách Khải Huyền nói rằng ở trên trời thì có seraphim, cherubim, seraphim và các thiên thần chỉ có ca tụng Thiên Chúa. Bây giờ tôi nói như thế này, liệu chừng rồi ở trong sách tiên tri Zaya nói là ở trên cái chốn đó, ở trên nơi đó sẽ có những bữa tiệc ngon, ở trên núi này Thiên Chúa sẽ thiết đãi dân một bữa tiệc, sẽ có thịt bê ngon, bê béo, sẽ có rượu ngon. Bữa sau lên trời bê béo anh có dám ăn không? Sợ cholesterol chết đi phải không? Chúng ta đọc Kinh Thánh phải hiểu đâu là những cái biểu ngữ, đâu là những cái từ ngữ để nó diễn tả cái tư tưởng cho chúng ta hiểu. Chúng ta là người sống dưới thế này. Và vì thế để cho chúng ta hiểu thì chúng ta phải dùng những cái danh từ diễn tả mà mình hiểu được. Tôi nói ví dụ, nếu trường hợp tôi nói bây giờ đơn giản, bản thân tôi cái ngày mà tôi ở bên Phi Lục Tân đi qua Mỹ, thì trước khi đi qua Mỹ, tôi nghe cái bà cô dạy tiếng Anh, bà nói là ở bên Mỹ có cái computer. Nghe cái chữ computer là máy vi tính. Mà mình không biết cái computer nó như thế nào. Cho nên bà tìm cách bà diễn tả. Bà nói nó giống như là một cái máy đánh chữ mà bỏ vô đánh. Thì mà bà nói vậy thôi mình không hiểu. Bởi vì mình không có một cái kiến thức gì về cái computer cho nên khi họ nói cũng hiểu. Nhưng mà bây giờ khi mình thấy rồi mình biết ngay. Tôi nhớ khi má tôi còn sống, có lần tôi nói với má tôi là ở bên này mỗi lần tôi cần tiền tôi đi ra đường tôi bỏ cái thẻ vô tôi lôi tiền ra. Rồi má tôi nói, mà con đứng giữa đường con lấy. Tôi nói dạ. Nhưng mà ở bên Việt Nam lúc đó nó không có những cái ATM, mình nói họ không thể hiểu được. Bởi vì để cho con người mình hiểu, mình phải dùng những tư tưởng và những quan niệm mà đang có với mình. Cho nên khi nói là trên thiên thần ở trên đó chỉ có ca tụng Thiên Chúa hoan hô là họ nói với ngôn ngữ của con người. Chứ nếu trường hợp mà hoan hô lui tới chỉ có hoan hô Hosanna, Hosanna hát hoài nghe anh chán, phải có gì mới mới chứ hả? Như anh Lâm ngày hôm qua làm nhạc hay chứ lui tới có một câu thì cũng chán. Nhưng mà đây là một cái hình thức để diễn tả là các thiên thần chức năng ở trên đó là để ca tụng Thiên Chúa. Rồi ở trên núi này Ngài sẽ thiết đãi một bữa tiệc ngon, mà tiệc ngon ngày xưa là bê béo hay là rượu ngon. Nói chung là sẽ có một cái yến tiệc như vậy trên thiên đàng, là cái nơi mà sung sướng. Nhưng mà đừng có hiểu theo cái nghĩa đen là những cái đó là mình ăn uống. Và vì thế khi anh nói tới thiên đàng, nó là một cái tình trạng thật sự. Ngoài tình trạng, nó còn là một cái nơi. Nhưng cái nơi của nó khác với cái nơi mà mình đang ở. Cái nơi mình đang ở là cái nơi mà nó có không gian, nó có khoảng cách bao nhiêu km. Rồi đây anh cũng sẽ có một cái nơi mà cái nơi đó nó không có không gian, nó vô tận. Anh nếu anh tưởng tượng cả cái vũ trụ này mà nó vô tận, nó có phải là một cái nơi không thưa? Nó vẫn là một nơi. Chỉ có cái là nó không có cái hạn chế, nó không có cái ranh giới. Cho nên đừng có hiểu chỉ có tình trạng mà thôi, bởi vì rồi đây sẽ có trời mới, đất mới. Và trời mới, đất mới nó bao trùm tất cả. Việc mà chúng ta nói Đức Mẹ hồn xác lên trời là bởi vì trong giáo lý của Công giáo nói rằng một con người phải có hai yếu tố, phải có hồn và phải có xác. Mà nếu trường hợp chúng ta muốn lên thiên đàng sau này đó, sau khi mà được phán xét chung rồi đó, thì chúng ta phải có hồn, có xác mới trở thành một con người. Bởi vì nếu chỉ có hồn thôi thì chúng ta chưa là một con người hẳn. Nếu chỉ có xác chúng ta chưa là một con người hẳn, nó chỉ là một con vật. Cho nên Đức Maria lên trời hồn và xác là nói lên một con người hoàn toàn, mà chúng ta thì còn phải chờ cho đến ngày tận thế. Và cái chữ xác đó nó diễn tả theo cái lối là một hình thức xác mới, cho đừng hiểu xác này. Cũng giống như chúng ta dùng cái chữ body hả? Ví dụ như là một cái ghế, nó cũng có một cái shape, nó cũng có một cái, tiếng Mỹ nó gọi là body, một cái xác của nó. Cái xác của nó là cái ghế. Cái xác của nó đây là một cái khay, cái xác của nó đây là một cái gì đó hả? Thì cái xác của chúng ta nó cũng là một cái thân thể như thế này. Nhưng mà rồi sau này cái xác này nó sẽ hoàn toàn mới. Và linh hồn với chúng ta kết hợp lại. Lúc đó, xin lỗi anh tên gì tôi không biết, thôi tôi cứ đặt tên anh là tên là anh Đồng đi, ở đây Đồng Công tôi đặt anh tên Đồng đi. Sau này anh Đồng sẽ lên thiên đàng. Và khi anh lên thì cái hồn của anh cùng với cái xác của anh, không phải là thân xác này, một thân xác mới. Nhưng mà cái thân xác mới đó và cái hồn đó nó còn giữ được những cái yếu tính mà người vợ của anh, người con của anh, người bạn của anh, tôi nhìn anh tôi biết đây chính là anh Đồng. Bởi vì nếu trường hợp nó thay đổi một cách hoàn toàn thì rõ ràng lên trên đó chúng ta không nhận ra nhau. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận ra nhau, và đó chính là cái yếu tố ở trong Kinh Thánh, ở trong giáo lý Công giáo. Hồn và xác là một cái biểu tượng nói lên chúng ta là một con người hoàn toàn được kết hợp lại khi lên thiên đàng. Xin mời anh ở trên lầu ạ. Thưa cha, con có một câu hỏi. Như năm ngoái, cha nói cha không khai thác về lịch sử mà cha chỉ khai thác nghiêng về thần học. Câu hỏi của con hôm nay lại không nghiêng về thần học mà quay ngược về lịch sử. Và để trước khi đưa ra câu hỏi, con xin có một vài cái tư tưởng suy nghĩ của con trong quá khứ. Cách đây 40 năm, khi con còn là một cậu bé lên 5-7 tuổi, mẹ con và những người cùng thời đã thường dạy và nói với con rằng tới năm 2000 sẽ tận thế. Theo con thì vậy thì ngày tận thế là khi nào? Năm 2000 rồi. Hôm nay là năm 2016 rồi. Vậy thì khi nào? Theo như những nhà khảo cổ học ngày nay, người ta đã nghiên cứu và phát hiện ra những cái loài khủng long đã xuất hiện trên đất cách đây 50 triệu năm, 100 triệu năm, 150 triệu năm. Bây giờ đã bị diệt chủng. Vậy thì đó là một thời gian quá dài. Vậy thì chết và vũ trụ này đã có ra rất là từ lâu. Và câu hỏi của con là vậy thì Thiên Chúa đã tạo dựng lên ông Adam và bà Ava là khoảng thời gian bao lâu? Anh hỏi hai câu hỏi. Thứ nhất là khi nào tận thế, có phải không? Và thứ hai là Thiên Chúa dựng nên ông Adam bà Ava khoảng thời gian bao lâu? Câu trả lời quá sức là dễ dàng, tôi không biết. Cái mà tôi muốn nói với anh á là tôi chỉ sợ những người họ nói họ biết. Bởi vì có rất nhiều người họ nói họ biết, và đa số những người này nếu không bị tâm thần ở trong các cái viện tâm thần thì bây giờ nó cũng sao rồi, nó không bình thường. Còn nếu là những người bình thường đó thì người ta đọc Kinh Thánh và người ta biết rằng ở trong Matthew, chính Chúa Giêsu cũng đã nói cho đến con người cũng không biết cái ngày đó. Ý Ngài muốn nói về nhân tính của Ngài, Ngài cũng không biết. Chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Vì thế những ai mà nói với anh ngày nào tận thế, ngày kia tận thế, thì hỏi thử họ đã uống thuốc chưa? Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi nào thì Thiên Chúa tạo dựng ông A-dông, bà Eva? Thưa thật sự, ở trong lịch sử thì cho đến bây giờ, nếu chúng ta nói về cái lịch sử của vũ trụ, nó có thể hàng tỷ năm rồi. Và những cái hiện diện của các con khủng long nó cũng chỉ mới khoảng chừng 100–200–300 triệu năm. So với cái khoảng thời gian của vũ trụ nó còn nhỏ lắm. Mà trong cái khoảng đó nếu nói sự hiện diện của con người thì lại càng nhỏ nữa. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra không phải là lúc nào thành con người, lúc nào Thiên Chúa dựng nên ông A-dông bà Eva, mà liệu chừng lúc nào thì Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Thưa, đó là một cái câu hỏi nó thuộc về huyền nhiệm, và chỉ có biết là cũng trong tiên tri Isaiah. Thì tiên tri Zaya nói ở trong chương 50 như thế này: ngày ta tạo dựng vũ trụ, ngươi ở đâu? Vậy thôi, tôi trả lời là tôi dùng tiên tri Zaya nói như vậy đó. Ý tôi nói là không biết. Vâng. Xin mời anh nhé. Cố gắng hỏi càng ngắn gọn càng tốt để có giờ nhé. Thưa cha có giảng là khi chúng ta hiểu Kinh Thánh phải hiểu cái danh từ cho rõ ràng. Vâng. Bây giờ con xin cha giải thích hai cái từ hội thánh với giáo hội có gì khác nhau? Dạ không, nó không có gì khác nhau, là bởi vì chúng ta dùng chữ Hán để mà dịch. Đa số người Việt Nam của chúng ta rất căn bản, những cái từ ngữ của tiếng Việt mình thì nó căn bản lắm. Chẳng hạn như là đi, đứng, ăn, uống, ngủ, nghỉ. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu đi vệ sinh, tức là chúng ta mượn của chữ Hán rồi. Đi những cái nơi chẳng hạn như là làm cho nó kỷ luật, tất cả những cái danh từ nó có tính cách mượn chữ Hán, bởi vì chúng ta không có nhiều trong ngôn ngữ của mình. Thì cái chữ giáo hội hoặc là hội thánh cũng vậy hả? Nó bởi cái gốc chữ là Ecclesia ở trong tiếng Hy Lạp, rồi nó chuyển ra tiếng Latin cũng là Ecclesia, tiếng Anh, tiếng Pháp nó cũng vậy thôi. Thì cái chữ đó chúng ta có thể dịch là một cái hội là một cái nhóm, nhưng mà nó là một cái hội thánh, tức là một cái nhóm thánh, chứ nó không phải chỉ là một cái nhóm bình thường. Cho nên chúng ta hoặc là dịch từ hội thánh hoặc là dịch từ giáo hội thì nó giống nhau. Chỉ có điều là bây giờ thì chúng ta hay phân biệt. Giáo hội thì chúng ta dùng một cái danh từ có tính cách hiện đại và nói chung là giáo hội công giáo. Hội thánh, ý chúng ta muốn nói những cái cộng đoàn nhỏ mà chúng ta vẫn dịch là Ecclesia. Cho nên khi đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy hội thánh này, hội thánh kia. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta đọc bằng tiếng gốc, tiếng Hy Lạp thì người ta vẫn dùng y một cái chữ đó là Ecclesia, không có gì khác nhau. Xin mời anh đây. Kính thưa cha, theo như bài chia sẻ của cha thì dấn thân thực sự quan trọng. Vâng. Và trong cuộc sống hàng ngày thì có nhiều người, nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực cần phải dấn thân. Vâng. Xin cha cho chúng con cùng với cộng đoàn chúng con có cái cách thức nào để cho người ta có khả năng nhận ra nơi khả năng của mình để mà dấn thân vào lĩnh vực, ngành và đối tượng ở trong cuộc sống hàng ngày. Thật sự dấn thân đó là một cái ý thức trước. Tôi chưa có nói tới cái khả năng các cái ngành, tôi chưa nói. Tôi nói về cái ý thức trước. Khi con người có ý thức dấn thân thì họ dấn thân trong khả năng và quyền hạn của họ. Tôi là một học sinh thì tôi lượm rác. Tôi là một thầy giáo thì tôi sẽ cố gắng cắt nghĩa những điều nó quan trọng hơn. Tôi là một kỹ sư, là một người làm có công tâm. Tôi là một người buôn bán thì tôi đừng có ăn lời quá đáng. Tôi là một người tất cả. Mỗi chúng ta ở trong cái khả năng và quyền hạn của mình, chúng ta dấn thân để hy sinh phục vụ người khác, phục vụ cho giáo hội. Vì thế điều mà tôi trả lời cho anh như thế này: cái quan trọng là làm thế nào để gây được cái ý thức dấn thân. Còn dấn thân thì tùy mỗi người trong hoàn cảnh và điều kiện, hoàn cảnh và quyền hạn của họ. Mà để gây được ý thức dấn thân thì chúng ta cũng cần phải có những cái nhóm, chẳng hạn như những cái buổi hội thảo, những cái buổi học giáo lý, rồi các linh mục, các nam nữ tu sĩ cũng giúp chia sẻ lời Chúa. Tất cả những cái đó giúp rất là nhiều. Cái quan trọng là cái ý thức dấn thân, và khi dấn thân thì trong hoàn cảnh, điều kiện và của cái khả năng quyền hạn của mình. Thưa cha, con có câu hỏi này là hơi ra ngoài chủ đề một tí, nhưng mà tại vì cái thắc mắc này rất là lâu. Tại vì theo bên Phật giáo thì họ bảo là có luân hồi, tức là cái người chết đi có thể là đầu thai lại kiếp khác, giống như bên người Tây Tạng họ nghĩ là phải có reincarnation. Nhưng mà đối với Công giáo của mình thì là không có chuyện đó, tức là chết đi là thôi, rồi sau đó là mình chờ ngày phán xét. Thì cái này không biết là cha hiểu thế nào và xin cha giải thích cho tất cả chúng con biết. Trong Công giáo của chúng ta, tôi cũng trả lời vắn tắt bởi vì thầy nói là hết giờ rồi. Trong Công giáo của chúng ta không cho phép chúng ta tin vào thuyết luân hồi. vì những lý do sau đây. Tôi không có cắt nghĩa dài, vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thuyết luân hồi nói lên được tự chúng ta có một cái cơ hội khác để có thể cứu rỗi mình. Nếu trường hợp đời này mình không được lên cõi Niết Bàn, lần sau mình làm một con vật, làm con chó, rồi làm con mèo, rồi từ từ, rồi sau nhiều kiếp mình cũng được lên cõi Niết Bàn. Như vậy chứng tỏ là chúng ta có nhiều cơ hội chứ không phải chỉ một lần. Giáo hội Công giáo chúng ta dạy rằng chúng ta chỉ có một đời để sống, và vì thế tất cả những quyết định của mình, từ một nụ cười, từ ly nước lã, từ một chén cơm mình cho người khác ăn, phải làm và làm với một ý thức chúng ta chỉ có một đời để mà sống thôi, chứ không còn cơ hội thứ hai. Lý do thứ hai chúng ta không được phép tin là bởi vì khi chúng ta tự mình lên thiên đàng, tự mình sau 5-7 lần mình vào thuyết luân hồi rồi mình lại lên trên cõi Niết Bàn, chứng tỏ chúng ta không cần Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội Công giáo nói rằng chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô là người đem lại ơn cứu rỗi cho mọi người, mọi nơi, mọi thời, và vì thế thuyết luân hồi từ chối vai trò của Đức Giêsu Kitô. Điểm thứ ba mà chúng ta không được tin thuyết luân hồi là bởi vì thuyết luân hồi không những từ chối mà còn cho rằng chính mình đem lại ơn cứu độ cho mình. Tức là chúng ta làm thì chúng ta được hưởng. Giáo hội Công giáo dạy rằng ơn cứu độ là một ơn nhưng không Thiên Chúa ban, và vì thế bất kể chúng ta có sống tốt đến mức nào, tự chúng ta cũng không thể xứng đáng và không thể cứu rỗi tự mình được. Vì thế thuyết luân hồi cho rằng mình tự cứu mình tự sống tốt rồi mình sẽ lên trên kia. Nó từ chối đi cái vai trò của giáo hội, của những người khác, mà chỉ tập trung vai trò của mình. Cho nên ba cái điều đó không cho phép chúng ta tin vào thuốc luân hồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cho cha Linh Mục Nguyễn Khắc Hy một tràng pháo tay ạ. Những bài giảng thuyết của Ngài rất là xúc tích, và trong tâm tình này cha sẽ ban phép lành cho chúng ta để kết các giờ hội thảo của Đại hội Thánh Mẫu. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em ra đi bình an. Tạ